Hồi đầu tháng 10, siêu máy tính của trang web dự đoán 538 đã đưa ra bảng cập nhật về những ứng viên có cơ hội sẽ vô địch Europa League nhất. Dortmund là đội bóng đang xếp trên cùng với West Ham, RB Leipzig và Bayer Leverkusen lần lượt xếp dưới với những chỉ số xịt sao. Nhưng bất ngờ hơn cả là sự xuất hiện của Barcelona ngay sau đó và khả năng họ vô địch giải đấu này không hề tệ với 8%. Cho đến hiện tại, RB Leipzig vẫn đang chiến đấu để giữ được tấm vé chơi vòng knockout Europa League của họ. Còn Barca đang thực sự cảm thấy viễn cảnh họ bị Bayern cùng Benfica dí tấm vé ấy vào tay, nhất là sau màn trình diễn đáng thất vọng vào hôm qua. Đó là một trận đấu mà Xavi đã chủ động cất đi những De Jong, Dembele, có lẽ là để họ có thể lực tốt nhất cho trận đấu với Bayern Munich. 10 phút đầu tiên của trận đấu thôi cũng đã cho thấy một Barcelona không mấy nguy hiểm. Họ tấn công vào khoảng trống ở hai cánh, nhưng ngoài một nửa cơ hội dành cho Felipe Coutinho, chẳng có gì đáng để tận hưởng cả. Real Betis đã chọn một cách tiếp cận phù hợp khi họ cố gắng giảm thiểu phạm vi khả năng mà Barca có thể tấn công. Các vị trí và lối chơi kèm người của đội khách đã vô hiệu hóa gần như tất cả những gì Barca cố gắng tạo ra hàng công. Barca còn đen hơn khi Gavi dính chấn thương ở phút 33 và Ricky Puig vào thay nhưng chẳng mang lại điều gì cả. Hiện tại các culé cũng chỉ mong chấn thương vùng đầu của cầu thủ trẻ sẽ không có gì quá nghiêm trọng. Có tin là anh đã xuất viện ngay trong tối qua. Sự khởi sắc chỉ đến từ hiệp 2 khi Ousmane Dembele và Frankie de Jong vào sân và giúp đội bóng trông có sức sống hơn. Barca đã tấn công nhiều hơn với Dembele là nhân tố tạo đột biến chính. Ricky Puig cũng đã có những đường truyền tốt cho Jordi Alba ở hai cánh. Nhưng Real Betis đã làm tất cả để phòng ngự và rốt cuộc thì Blaugrana cũng không có cơ hội nào đáng kể. Lý do là bởi hàng công của họ thi đấu thực sự tệ hại. Sergio Des, Coutinho và Memphis Depay có lẽ sẽ dự bị với một Barca ở tiêu chuẩn cũ của họ. Việc cầu thủ người Mỹ có ý thức không gian không tốt chẳng phải chuyện mới. Nhưng ý chính là có vẻ như chàng trai này cũng chẳng có ý thức để cải thiện. Coutinho và Depay trở thành những cầu thủ tốn bóng và khiến nhịp tấn công bị chậm vì kiểu chơi nghệ sĩ của mình. Có một sự thật là ở đầu mùa anh đã chơi rất tốt, nhưng câu chuyện phong độ trong bóng đá là thứ khó có thể kiểm soát. Khi nhìn vào ba tiền đạo mà Barca đem về để gọi là tạm thay thế cho hàng công mất đi Lionel Messi, chúng ta có một nỗi ám ảnh lúc đời chồng. Sự tiếc nuối với Aguero và cuối cùng là sự rườm rà của Memphis Depay. Ở hiện tại, những cầu thủ trên hàng công của Barca là một nỗi thất vọng dài với cổ viên của họ. Khi nhìn sang Real Madrid cũng thi đấu vào đêm qua, với Vinicius tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ 10 sau 16 trận. Một Luka Jovic ngồi ghế dự bị từ lâu và chỉ được sử dụng trong các tình huống bất đắc dĩ cũng nổ súng. Các culé chỉ có thể lau nước mắt mà nhìn về đội bóng của họ hiện tại. Đó không phải là câu chuyện của việc họ cố gắng chưa đủ bởi rõ ràng các bài vở đã thay đổi và Barca chơi có nguyên tắc riêng. Mà vấn đề nằm ở chỗ giới hạn trong trình độ cầu thủ lẫn nhân sự chung vốn đã như vậy khiến họ không thể thăng hoa được nữa. Barca thực sự cần Pedri và Fati trở lại để hy vọng họ có thể khác đi một chút. Sau trận đấu, Xavi cũng đành ngậm ngùi chia sẻ. Khi Barca chơi ổn nhất thì chúng tôi lại thủng lưới, chúng tôi không được phép lặp lại sai lầm. Chúng tôi đã biết Betis chuyển trạng thái và họ phản công rất nhanh. Nhưng bóng đá là như vậy, chúng tôi không chơi hay hơn cả trận gặp Villarreal, nhưng kết quả lại chẳng giống lúc đó. Chúng tôi không đáng nhận thất bại này, nhưng rốt cuộc thì đã thua rồi. Rõ ràng khi thua đội bóng đang có phong độ cao như Real Betis không phải là điều quá khó để chấp nhận. Nhưng đây là trận đấu đầu tiên của Barca không ghi bàn tại Camp Nou ở La Liga kể từ vòng 35 mùa giải trước, trận mà họ gặp Atletico Madrid. Vì thế Barca hiện tại thua Betis là một điều rất logic thì đúng hơn. Thất bại này khiến Barca tiếp tục dậm chân ở hạng 7 bảng xếp hạng La Liga với 23 điểm qua 15 vòng đấu. Barca cũng có khởi đầu tệ nhất ở La Liga kể từ mùa 2003-2004 khi họ chỉ có 20 điểm. Đấy cũng là mùa giải đầu tiên Juan Laporta làm chủ tịch đội bóng. Nhưng vấn đề của Barca còn lớn hơn rất nhiều. Họ sẽ hành quân tới sân Allianz Arena trong 3 ngày nữa với nhiệm vụ được giao là phải thắng hoặc hy vọng Benfica sẩy chân để mơ về một tấm vé dự vòng knockout của Champions League. Đối thủ của họ Bayern Munich vào hôm qua đã tiếp tục chiến thắng trong trận đấu siêu kinh điển của Bundesliga với một cú đúp của Lewandowski. Dù vắng Kimmich nhưng Bayern Munich vẫn quá mạnh để có thể thất bại. Họ đã bắt đầu tạo ra khoảng cách với những đội top dưới và bây giờ Barca sẽ là con mồi của họ. Khi Messi giành quả bóng vàng thứ 7 trong những câu chuyện truyền thông được phát triển sau đó, thì hình ảnh nụ cười có phần buồn bã của Lewandowski phía dưới được nhắc đến rất nhiều. Không chỉ bởi nhiều người tiếc cho anh vì việc có một phong độ ấn tượng từ đầu năm cho đến giờ, mà họ còn dùng đó để nhân tiện nói về Barca rằng Lewandowski và những đồng đội của anh sẽ chút tâm sự và cả quyết tâm của họ để đón tiếp Barca ra trò. Dù Messi giờ đang chơi ở Paris Saint-Germain mới phải, đấy là nói vui thôi, nhưng tình thế thì cực kỳ hợp lý bởi cảm giác tiễn được Barca ra khỏi Champions League từ vòng bảng là điều nghe đã cực kỳ kích thích rồi. Phát biểu của Müller sau buổi lễ ấy cũng đáng chú ý, không kém nếu bạn chưa nghe về nó. Thì đây,
Gala quả bóng vàng là nỗi thất vọng. Tôi đã sống trong thế giới bóng đá này đủ lâu, từng nếm trải cảm giác tương tự và cũng không quá bất ngờ. Nhưng toàn bộ sự kiện này khiến tôi chợt nghĩ, chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời tại Bundesliga. Tuy nhiên, những thành công quốc tế là cần thiết để có được sự thừa nhận của toàn thế giới. Đây cũng là động lực lớn để chúng tôi đưa chức vô địch Champions League trở lại với Munich và chứng minh cho cả thế giới thấy điều gì thực sự đang diễn ra và bóng đá Đức có thể làm được những gì. Chúng tôi có cơ hội để làm điều ấy ngay ở trận đấu sắp tới tại Champions League với Barca. Nói thế để thấy chuyện Bayern sẽ đối xử nhẹ nhàng với đội bóng xứ Catalan là rất khó để có thể xảy ra. Cũng hệt như việc bạn trải điện Smysonic sẽ đối xử nhẹ nhàng với những mảng bám trên khoang miệng của bạn. Những gì mà bạn trải điện Smysonic mang tới sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc với tần số rung 37.800 lần trên phút, tạo nên sự khác biệt của nó so với bản trải thông thường và bản trải điện khác. Cũng hệt như cách Bayern tạo ra sự chênh lệch trình độ với các đối thủ của mình. Ngoài ra, với chế độ đánh bóng răng Polish, bàn trải điện Smysonic sẽ giúp bạn tạm biệt hàm răng ố vàng như cách họ từng tiễn những đội bóng khác rời khỏi Champions League mà Barca đang được dự đoán như cái tên tiếp theo. Barca vốn đã tụt dốc không phanh ở Champions League rất lâu rồi. Từ sau chức vô địch gần nhất của họ, Barca thực sự không còn đủ duyên tại giải đấu này và những lần bị lội ngược dòng kinh điển sau đó là những thất bại đến hiển nhiên. Có lẽ chúng ta sẽ thấy một Barca rất khác nếu mùa 2018-2019 họ không thất bại quá đau tại Anfield và lên ngôi tại Champions League sau đó. Nhưng ngã rẽ cuộc đời hiện tại chỉ phản ánh một thực tế phũ phàng, ngày xưng vương tại đó của Barca còn xa lắm. Nhưng nếu Barca tham dự Europa League, đó là thực tế đáng buồn nhất và nó chỉ thua mùa 96-97 khi họ còn không đủ điều kiện để tham gia Champions League. Khi Messi rời đi, Barca cũng không nghĩ họ sẽ thế này. Nhưng Koeman thì nói đúng một điều, câu lạc bộ này hiện tại chỉ xếp tầm trung nếu thiếu đi ngôi sao sáng nhất của họ. Tất nhiên Messi cũng đã có một đêm chẳng ưng ý ở nước Pháp khi Paris Saint-Germain tiếp tục thể hiện bộ mặt thất vọng, nhưng chắc chắn họ sẽ không kết thúc sớm ở Champions League. Barca giờ thực sự chẳng biết hy vọng vào điều gì. Hợp lý nhất là họ sẽ tin vào việc Dynamo Kiev phải rời giải với một trận đấu cống hiến hết sức có thể. Chứ để mà thắng được Bayern với tình trạng như hiện tại thì độ lạc quan của bạn cần giảm đi một nửa. Còn lại, có lẽ họ cũng nên chuẩn bị tinh thần để lắng nghe tiếng nhạc Europa League được phát tại Camp Nou. Đó gần như là một chuyện đùa khi nhắc đến, nhưng nó chỉ đang gần hơn mà thôi. Chẳng còn điều gì là bất ngờ nữa cả. Trong hoàn cảnh đó, có lẽ Barca nên chuẩn bị để sẵn sàng thi đấu tại Europa League đi là vừa. Bởi kể cả giải đấu ấy, khả năng để họ lên ngôi cũng là một dấu hỏi to đùng. Sẽ thật tệ cho Xavi lẫn các cầu thủ trẻ khi phải bắt đầu gây dựng lại từ mức độ thấp như vậy. Nhưng thực tế phũ phàng ngay trước mắt rồi, còn Barca thì quá khó để có thể thay đổi.